một sản phẩm nhà mới luôn nghe cô chú anh chị thì nhà này mình xây nha cũng có nhiều rất là nhiều khách hàng người ta đã về ở nghe cô chú anh chị đó những cái căn người ta đã làm xây dựng ha một trạch một lâu nhà mặt tiền luôn nghe cô chú anh chị những căn nhà mặt tiền rồi xung quanh đây là dân cư để về ở khá là nhiều rồi nha cô chú anh chị khá là nhiều đó cô chú anh chị thấy những cái nhà đây ha toàn là nhà người dân để về hiện hữu xe hơi đó luôn đó, cô chú anh chị xe hơi về tới tận nhà luôn cô chú anh chị thấy ở đây là À, toàn là nhà lớn không á dân hiện hữu và ở đây ở rất là an ninh cũng như là yên tĩnh để cô chú anh chị mình à, những căn mình mua mình có thể kinh doanh đồ ha đường thì đường xe ô tô rồi đây là những cái căn à, mặt sau ha, cô chú anh chị Nhưng mà mặt sau thì cũng có nhiều khách hàng người ta về ta ở là ta làm những cái cổng như thế này ha nhà ở đây thì à, bên mình là chính chủ à, trực tiếp xây dựng không á mình chỉ có bán những cái sản phẩm nhà nào à, bên mình xây thì mình bán ha, cô chú anh chị đó cô chú anh chị thấy không nhà một trệt một lầu bán rất là nhiều rồi cũng có nhiều khách hàng về ở đó còn căn gốc này à, mặt tiền ha những căn à, đây thì mình có sổ hồng riêng luôn nha cô chú anh chị nhà sổ hồng riêng nha đó mình thấy rất là đẹp nha nhà xây một trệt một lầu cô chú anh chị có thể vào trong kênh em để xem những cái video mà em đã quay thực tế từng căn á rồi cô chú anh chị mình có thể xem ở đây là ngang tầm ba mét rưỡi dài cho 12 hai nha cô chú anh chị đường rất rộng rãi và khu này thì nó đó gần với nhiều tiện ích bách quá xanh điện máy xanh đó ha đây dân về ở rồi rồi cô chú anh chị nào quan tâm sản phẩm nhà này thì có thể liên hệ sớm với bên em để em dẫn cho cô chú anh chị mình đi xem thực tế nha từ vị trí này mình ra nhờ cái đường lớn á chỉ có tầm khoảng hơn 150 m thôi là đã là tới đường lớn rồi nha cô chú anh chị đó xe hơi ô tô đến tận nhà luôn dân cư ở rất là đông đúc luôn rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ à. xin cảm ơn rất là nhiều